Quran hướng dẫn các con viết chữ K. Điểm đặt bút của chữ K trước dòng kẻ dọc đậm nửa ô, cô chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, cô chấm đè lên dòng kẻ dọc đậm. Lên ngang 4, lên ngang 5, lùi về đằng sau một ô chấm. Cô viết nét khuyết trên, chạm đến dòng kẻ ngang 6, kéo xuống đè lên dòng kẻ dọc đậm, chạm xuống dòng kẻ ngang 1. Cô dê bút lên dòng kẻ ngang 2, cô đưa lên trên, chạm đến dòng kẻ ngang 3, rộng một ô ly rưỡi. Vòng xuống đến dòng kẻ ngang 2, cô sẽ tạo vòng xoắn nhỏ, kéo xuống dòng kẻ ngang 1, hất lên giữa ô liền sau. Điểm dừng bút chạm vào dòng kẻ ngang 2, cô được chữ K thứ nhất. Chữ K thứ hai. Điểm đặt bút trước dòng kẻ dọc đậm nửa ô, cô chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, cô chấm đè lên dòng kẻ dọc đậm. Di chuyển lên ngang 4, lên ngang 5, cô lùi về đằng sau một ô chấm. Cô viết nét khuyết trên, chạm đến dòng kẻ ngang 6, kéo xuống đè lên dòng kẻ dọc đậm, chạm xuống dòng kẻ ngang 1. Cô dê bút lên dòng kẻ ngang 2, đưa lên cao, chạm đến dòng kẻ ngang 3, rộng một ô ly rưỡi. Đến dòng kẻ ngang 2, cô tạo một vòng xoắn nhỏ, kéo xuống dòng kẻ ngang 1, hất lên giữa ô liền sau. Điểm dừng bút chạm vào dòng kẻ ngang 2, cô được chữ K thứ 2. Chữ K thứ 3. Điểm đặt bút trước dòng kẻ dọc đậm nửa ô, cô chấm đè lên dòng kẻ ngang 2. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 3, chấm. Di chuyển lên dòng kẻ ngang 4, lên ngang 5, lùi về đằng sau một ô chấm. Cô viết nét khuyết trên, chạm đến dòng kẻ ngang 6, kéo xuống đè lên dòng kẻ dọc đậm, chạm xuống dòng kẻ ngang 1. Dê bút lên dòng kẻ ngang 2, đưa lên cao, chạm đến dòng kẻ ngang 3, rộng một ô ly rưỡi. Kéo xuống đến dòng kẻ ngang 2, hơi cong vào và cô tạo một vòng xoắn nhỏ, kéo xuống dòng kẻ ngang 1, hất lên giữa ô liền sau. Điểm dừng bút chạm vào dòng kẻ ngang 2, cô được chữ K thứ 3. Chữ K. Các bậc phụ huynh cho con xem video xong, bấm like và nút đăng ký để nhận được các video tiếp theo của cô Lan.